Chương 7. Sự cáo chung của ghi nhớ. Ngày xưa, người ta từng có thời buộc phải ghi nhớ mọi suy nghĩ. Không có bảng chữ cái để ghi lại những suy nghĩ. Không có giấy để viết lên. Bất cứ điều gì cần lưu lại thì đều được giữ trong trí nhớ. Bất cứ câu chuyện nào cần kể lại. Bất cứ ý tưởng nào cần truyền lại bất cứ màu thông tin nào cần truyền tải. Trước tiên chúng phải được ghi nhớ. Ngày nay, dường như chúng ta ghi nhớ rất ít. Khi thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra lịch trong ngày. Nó ghi lại những việc tôi sẽ làm. Nên tôi không cần phải nhớ. Khi leo lên xe, tôi mở thiết bị định vị. GPS. Chọn đích đến trí nhớ không gian của thiết bị này thế chân cho trí nhớ không gian của tôi khi ngồi vào bàn làm việc tôi nhấn nút play trên máy ghi âm kỹ thuật số hoặc mở cuốn sổ ghi nội dung các cuộc phỏng vấn tôi có các tấm hình lưu giữ những hình ảnh mình muốn ghi nhớ những cuốn sách lưu giữ tri thức và giờ đây nhờ có google hiếm khi nào tôi phải nhớ bất cứ điều gì khác mà chỉ cần cụm từ tìm kiếm phù hợp là có thể truy cập vào bộ nhớ tập thể của nhân loại ngày xưa vào cái thời mà muốn gọi một cuộc điện thoại người ta vẫn phải nhấn bảy nút bấm hoặc quay những vòng số nặng nề thì tôi còn có thể nhớ được số của những bạn thân và gia đình mình ngày nay tôi không biết mình có thuộc được nhiều hơn bốn số điện thoại không và có vẻ như vậy là giỏi lắm rồi. Theo một cuộc điều tra năm 2007 do một nhà tâm lý học ở trường Trinity Dublin thực hiện, một phần ba người Anh ở độ tuổi dưới 13 không thể nhớ được số điện thoại của nhà mình nếu không lấy điện thoại cầm tay ra xem. Cuộc điều tra này cũng nhận thấy 30% người lớn không thể nhớ ngày sinh của quá ba người thân trong gia đình các đồ dùng đã loại bỏ nhu cầu ghi nhớ những điều như vậy quên số điện thoại hay ngày sinh nhật thể hiện những sói mòn nhỏ nhặt của trí nhớ hàng ngày và cũng phản ánh phần nào thực trạng lớn hơn đó là chúng ta đã hất bỏ trí nhớ tự nhiên để thay bằng một siêu cấu trúc công nghệ khổng lồ gồm từ từ bảng chữ cái đến điện thoại blackberry Công nghệ lưu giữ thông tin ngoài bộ não giúp làm cho thế giới hiện đại tồn tại được như hiện nay nhưng chúng cũng thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và cách dùng bộ não. Trong cuốn sách Phaedrus của Plato, Socrates thuật lại chuyện thần Theus của Ai Cập. Người phát minh ra chữ viết đã đến gặp vua Thamus của Ai Cập và đề nghị ban tặng phát minh kỳ diệu của mình cho người dân Ai Cập. Đây là một nhánh tri thức. Nó sẽ cải thiện trí nhớ của họ. Thi ớt nói với vua Ai Cập. Phát hiện của ta phục vụ cho cả trí nhớ lẫn trí tuệ. Nhưng vua Thomas rẻ rạt. Không chấp nhận món quà. Nếu con người học được chữ viết. Nó sẽ cấy sự lãng quên vào tâm hồn họ. Nhà vua bảo với thần họ sẽ không dùng đến trí nhớ và trở nên chóng quên họ sẽ ỉ lại vào điều được viết ra họ sẽ không dựa vào trí nhớ để gọi tên đồ vật nữa mà nhờ những dấu hiệu bên ngoài điều ngươi phát hiện ra không phải đem đến trí nhớ mà sự nhắc nhở và cái ngươi ban tặng cho các môn để không phải trí tuệ thực sự mà chỉ là thứ trông giống trí tuệ thôi vì khi kể họ nghe rất nhiều thứ nhưng không dạy họ điều gì cả. Người sẽ làm cho họ dường như biết được rất nhiều. Trong khi đa phần họ chẳng biết gì hết. Và khi con người ta không được bồi đắp trí tuệ mà chỉ có lòng tự phụ rằng mình có trí tuệ thì họ sẽ trở thành một gánh nặng cho đồng loại. Socrates tiếp tục chê bai ý tưởng truyền tri thức qua chữ viết ông bảo phải hồn nhiên lắm mới đi tin những lời nói được viết ra có thể làm được gì hơn cái việc là nhắc nhở người ta điều họ đã biết đối với socrates chữ viết chẳng gì hơn sự gợi ý cho trí nhớ một cách nhắc nhở về thông tin ta đã có sẵn trong đầu socrates lo sợ chữ viết sẽ đưa nền văn hóa vào con đường dối trá dẫn đến suy tàn về đạo đức và tri thức bởi dù số lượng tri thức sẵn có cho con người sẽ tăng lên nhưng chính họ sẽ trở thành những cái bình rỗng tôi tự hỏi liệu socrates có nhận thức được sự mỉa mai hiển nhiên này không chính bởi các môn đồ của ông là plato và xenophon đã viết ra sự khinh thị của ông đối với chữ viết nên ngày nay chúng ta mới biết đến điều đó socrates sống vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên thời kỳ chữ viết trở nên phổ biến ở hy lạp và quan điểm của ông đã thành lỗi thời tại sao ông tránh né chuyện đặt bút lên trang giấy đến vậy giữ ký ức lên trang giấy dường như là cách yêu việt hơn nhiều so với cố giữ nó trong bộ não bộ não luôn mắc sai lầm nó quên đi hoặc nhớ nhầm chữ viết là cách chúng ta vượt qua được những hạn chế cố hữu về mặt sinh học ấy nó cho phép trí nhớ của chúng ta thoát khỏi bộ não dễ mắc sai lầm và nằm an toàn trên trang giấy nơi chúng có thể tồn tại vĩnh viễn và đôi khi có người hy vọng được phổ biến sâu rộng qua không gian và thời gian chữ viết cho phép truyền những ý tưởng qua các thế hệ không sợ sự biến đổi tự nhiên vốn là một phần tất yếu của văn hóa truyền khẩu để rõ tại sao trong thế giới của socrates trí nhớ lại quan trọng chúng ta phải hiểu đôi nét sự tiến hóa của chữ viết và những điểm khác biệt về hình thức và chức năng của những cuốn sách thời xa xưa chúng ta phải quay lại thời kỳ trước in ấn trước khi có những bảng mục lục và phụ lục trước khi những cuốn sách chép tay được chia thành trang và đóng theo gáy trước khi có dấu câu trước khi có chữ viết thường và thậm chí trước khi có dấu cách giữa các từ ngày nay chúng ta viết lại được chính xác mọi việc nên chúng ta không giữ chúng trong trí nhớ nhưng ít nhất đến cuối thời trung cổ những cuốn sách không phải là vật thay thế cho trí nhớ mà chỉ là phương tiện trợ giúp trí nhớ như thomas aquinas đã nói mọi thứ được viết vào những cuốn sách cụ thể là để giúp ghi nhớ người ta đọc để ghi nhớ và những cuốn sách là phương tiện có sẵn tốt nhất để đưa thông tin vào trí não thực ra những bản viết tay thường được sao chép lại không ngoài mục đích nào khác là giúp người sao chép ghi nhớ chúng vào thời socrates những văn tự hy lạp được viết trên những cuộn giấy dài liên tục đôi khi dài tận 18 mét. Giấy làm từ cây thủy trúc. Papyrus. Được ép mỏng thành tờ rồi dán vào nhau. Loại giấy này nhập khẩu từ đồng bằng sông Nin. Đọc những cuốn sách này đã khó. Viết ra chúng lại càng khó hơn. Quả là chẳng dễ phát minh cách nào kém thân thiện hơn để tiếp cận thông tin như vậy. Thực tế, mãi cho tới năm 200 trước công nguyên những dấu câu cơ bản nhất do aristophanes xứ byzantium sáng tạo ra ông là quản lý thư viện alexandria và dấu câu chỉ là dấu chấm duy nhất hoặc ở cuối ở giữa hoặc đầu dòng để người đọc biết quãng mà dừng giữa các câu còn về các từ chúng nối tiếp nhau thành một chuỗi dài rằng giặc những chữ viết hoa được gọi là scriptio continuer không có khoảng trống hay dấu ngắt. Những từ bắt đầu trên một dòng sẽ tràn lên dòng kế tiếp thậm chí chẳng hề có dấu gạch ngang. A S Y O U C A N S E E I T S N O T V E R Y -E A S Y T O R E A D T E X-T-W-R-I-T-T-E-N-W-I-T-H-O-U-T-S-P-A-C-E-S-O-R-P-U-N-C-T-U-A-T-I-O-N-O-F-A-N-Y-K-I-N-D-O-R-E-V-E-N-H-E-L-P-F-U-L-L-Y-P-O-S-I-T-I-O

những con chữ trong cuốn sách này chúng tạo thành từ mang ngữ nghĩa còn những chữ cái được viết trong scriptio continuer có chức năng giống những nốt nhạc chúng chỉ đến những âm phát ra từ miệng người nói để dựng lại những âm đó thành các từ riêng rẽ có thể hiểu được thì đòi hỏi trước hết phải nghe những âm đó đã ngoại trừ những nhạc sĩ hàng đầu đa số mọi người rất khó đọc các nốt nhạc mà không sướng lên thành giai điệu và việc đọc văn bản scriptio continuer cũng vậy rất khó đọc nếu không đọc thành tiếng thực ra chúng ta biết vào thời trung cổ đọc hầu như luôn đồng nghĩa với đọc thành tiếng một dạng trình diễn thường được thực hiện trước thính giả truyền tai là cụm từ hay lặp lại trong những thư tịch thời trung cổ vào thế kỷ thứ tư sau công nguyên khi thánh augustine quan sát thầy mình là thánh ambrose đọc mà lưỡi không động đậy miệng không mấp máy ông nghĩ đó là một ứng xử bất thường đáng ghi lại vào trong cuốn sách những lời bộc bạch confession có lẽ mãi cho tới thế kỷ thứ chín vào quãng thời gian việc chừa khoảng trống giữa các từ đã thành phổ biến và danh mục những dấu câu phong phú hơn thì trang sách mới cung cấp đủ thông tin để việc đọc thầm trở nên phổ cập những khó khăn liên quan đến việc đọc những văn bản như vậy cho thấy mối quan hệ giữa việc đọc và trí nhớ thời ấy rất khác so với ngày nay vì việc đọc thầm scriptio continuer rất khó nên đọc lại thành tiếng một cách thuần thục đòi hỏi người đọc phải quen thuộc với văn bản ở mức độ nhất định. Người đọc hầu hết là đàn ông. Phải sẵn sàng cho việc đọc. Phải làm dấu ngắt quãng trong đầu và ghi nhớ nó phần nào. Nếu không nói toàn bộ. Bởi vì chuyển một chuỗi âm thanh thành nghĩa không phải là điều dễ dàng trong quá trình đọc liên tục. Văn bản cần phải được đọc thuộc trước khi có thể trình diễn. Sau hết, cách người ta ngắt chữ một văn bản trong scriptio continuer có thể tạo ra sự khác biệt. Như nhà sử học Jocelyn Pennismo chỉ ra, God is nowhere khi tách ra thành God is now here. Chúa ở đây có nghĩa khác với God is nowhere. Chúa không ở đâu cả hơn nữa nếu muốn trích ra điều gì từ một cuộn văn bản scriptio continua người ta phải đọc hết nó từ trên xuống dưới một cuộn giấy chỉ có một điểm đầu dòng duy nhất chính là từ đầu tiên vì phải gỡ cả cuộn để đọc mà không có dấu câu hay đoạn văn để chia nhỏ văn bản ra chứ đừng nói đến đánh số trang mục lục chương hồi và phụ lục nên không thể nào tìm ra một mẩu thông tin cụ thể mà không đọc hết toàn bộ văn bản đấy không phải loại văn bản dễ dàng tham khảo nếu bạn chưa ghi nhớ nó đây là điểm cốt yếu các văn tự cổ không thể đọc dễ dàng bạn không thể lấy một cuộn giấy trên giá sách xuống rồi nhanh chóng tìm ra một đoạn trích cụ thể trừ phi bạn đã quen thuộc với toàn bộ văn bản Cuộn giấy tồn tại không phải để giữ các nội dung như một bộ nhớ ngoài. Mà nó giúp người đọc định vị nội dung của nó bên trong đầu người đọc. Một trong những nơi cuối cùng truyền thống đọc thuộc này vẫn còn sót lại là việc đọc kinh Torah. Một cuộn sách cổ. Chữ viết tay phải mất một năm mới viết xong. Kinh Torah được viết ra mà không có nguyên âm hay dấu câu. Dù có khoảng trống giữa các từ, một cải tiến mà người do thái tạo ra trước cả người Hy Lạp. Nghĩa là rất khó đọc thầm. Dù không buộc phải học thuộc kinh Torah nhưng chẳng cách nào đọc một đoạn kinh Torah nếu chưa dành nhiều thời gian để trở nên quen thuộc với nó. Bất kỳ cậu bé do thái nào đã qua lễ trưởng thành nào cũng có thể cho bạn biết như vậy. Cá nhân tôi bảo chứng cho điều này ngày tôi được coi là người đàn ông trưởng thành tôi thực sự chỉ như con vẹt đội mũ nhiều năm sử dụng ngôn ngữ khiến chúng ta không nhận ra scriptio continuer có nhiều điểm tương đồng với cách chúng ta nói hơn là sự cố ý phân chia từ ngữ trên trang giấy như thế này những câu nói trải ra liên tục như một âm dài lờ mờ chúng ta không nói với các quãng ngắt giữa chữ việc kết thúc một từ này nối liền với khởi đầu một từ khác là một quy ước ngôn ngữ mang tính tùy nghi nếu bạn nhìn vào hình ảnh siêu âm minh họa những sóng âm thanh của một người đang nói tiếng anh thì quả thật không thể biết quãng ngắt nằm ở đâu đó là một trong những lý do vì sao việc luyện cho cho máy tính nhận ra lời nói là rất khó không có trí thông minh nhân tạo phức tạp với khả năng nhận biết bối cảnh thì máy tính không cách nào biết sự khác biệt giữa The Staphinos May Liker và The he no made Him lick her. 18 mười có một giai đoạn những người viết chữ Latin thực sự cố tách các từ bằng dấu chấm nhưng vào thế kỷ thứ hai sau công nguyên tiến trình đảo ngược lại diễn ra người ta quay về cách viết liên tục như tiếng hy lạp một bước thụt lùi rất lớn và khó lý giải. Trong 900 năm sau đó, người ta không còn thấy lại những khoảng trống giữa các từ trong các văn bản phương Tây. Xét quan điểm tiện lợi của chúng ta ngày nay, việc tách các từ ra riêng sẽ là chuyện chẳng cần nghĩ ngợi. Nhưng việc người xưa đã thử rồi bỏ chuyện này nói lên rất nhiều điều về cách người ta đọc cả việc từ Hy Lạp cổ thường dùng nhất để chỉ. Đọc là Anasinosko. Nghĩa là. Biết lại. Hay. Hồi tưởng lại cũng vậy. Đọc là một hành vi ghi nhớ. Từ quan điểm hiện đại. Liệu còn có mối quan hệ nào lạ lùng hơn giữa người đọc và văn bản? Ngày nay, chúng ta sống giữa các con chữ in tràn ngập. Bạn có tin được rằng năm vừa rồi 10 tỷ cuốn sách được in không? Thật khó hình dung việc đọc diễn ra như thế nào vào thời đại trước Gutenberg 19. Khi sách hãy còn hiếm và một cuốn sách chép tay đắt đỏ có thể mất hàng tháng trời viết ra. Thậm chí vào đến cuối thế kỷ 15, một cuốn sách bất kỳ cũng chỉ có vài chục bản và những bản đó chắc hẳn được xích vào bàn đọc trong các thư viện đại học cho khỏi mất. Và những thư viện nếu chứa khoảng 100 đầu sách thì cũng được xem là nhiều lắm rồi. Nếu bạn là một học giả trung cổ đang đọc một cuốn sách, bạn biết rằng có nhiều khả năng sẽ không bao giờ được xem nội dung cuốn sách ấy nữa. Nên hẳn phải tính đến việc ghi nhớ điều bạn đã đọc. Bạn không thể lấy cuốn sách trên giá xuống để tham khảo một đoạn trích dẫn hay một ý nào đó trong sách. Lý do là thời ấy người ta chưa phát minh ra các giá sách hiện đại với những dãy sách quay gáy ra ngoài. Các giá sách như vậy xuất hiện khoảng thế kỷ 16. Một lý do khác, những cuốn sách vẫn rất nặng, không phải là vật dễ mang. Mãi đến thế kỷ 13 công nghệ làm sách mới tiến bộ đến mức có thể đóng chọn bộ kinh thánh vào một cuốn. Thay vì một tập hợp nhiều cuốn riêng rẽ. Và nó vẫn nặng trên 4,5 kg. Thậm chí nếu bạn có một cuốn sách trong tay. Và muốn tìm đoạn gì trong sách mà không đọc cả cuốn từ đầu đến cuối thì cơ hội tìm ra là rất nhỏ. Những phụ lục còn chưa phổ biến cả việc đánh số trang và mục lục cũng vậy. Nhưng những khoảng trống này dần được lấp đầy và khi sách thay đổi, nó kéo theo sự thay đổi về vai trò của ghi nhớ trong lúc đọc. Vào khoảng năm 400, những bản sách chép tay trên giấy da với các trang đóng vào gáy như sách bìa cứng hiện đại đã nhanh chóng thay thế hoàn toàn sách cuộn vì người ta ưa đọc trên sách đóng gáy hơn. Người đọc không còn phải gỡ một cuộn văn bản dài để tìm một đoạn văn. Người đọc chỉ cần lật dở đến trang phù hợp. Phụ lục đầu tiên của Kinh Thánh Một bản bản chỉ mục đồ sổ tiêu tốn công sức của 500 thầy tu ở Paris. Được biên soạn vào thế kỷ 13. Vào khoảng thời gian xuất hiện kỹ thuật tách chương. Lần đầu tiên người đọc có thể tham khảo kinh thánh mà không cần phải ghi nhớ từ trước người ta có thể tìm được một đoạn trích mà không cần thuộc lòng toàn bộ sách không lâu sau bản phụ lục này những cuốn sách khác cũng được làm chỉ mục theo bảng chữ cái đánh số trang và mục lục bắt đầu xuất hiện và khi đã xuất hiện chúng một lần nữa lại thay đổi bản chất của sách trước khi có mục lục và chỉ mục khó khăn đặt ra là không thể nào xác định vị trí nội dung chứa trong một cuộn giấy hay tập sách điều khiến cho bộ não trở thành một công cụ phi thường là nó không chỉ là một kho thông tin khổng lồ mà nó còn là công cụ tiện lợi và hiệu quả để tìm ra thông tin nó sử dụng hệ thống chỉ mục truy cập ngẫu nhiên vĩ đại nhất từng có cái hệ thống mà các nhà khoa học máy tính vẫn chưa thể sao chép được trong khi chỉ mục đằng sau cuốn sách chỉ cung cấp một địa chỉ duy nhất tức một trang sách cho mỗi chủ đề quan trọng thì mỗi chủ đề trong bộ não gắn với hàng trăm nếu không nói là hàng ngàn địa chỉ bộ nhớ trong não có tính liên kết và phi tuyến tính để tìm một ký ức bạn không cần biết nó được lưu giữ ở đâu nó chỉ đơn giản hiện ra. Dù có khi không. Khi bạn cần nó. Vì mạng lưới dày đặc liên kết các ký ức lẫn nhau. Chúng ta có thể nhanh chóng lướt từ ký ức này đến ký ức khác. Từ ý tưởng này đến ý tưởng khác. Từ berry white đến màu trắng. Color white. Từ sữa. Mew. Đến giải thiên hà. Milky Way là một hành trình dài về mặt nhận thức nhưng là cuộc dạo chơi ngắn trong hệ thần kinh phụ lục là một tiến bộ rất lớn chúng ta tiếp cận cuốn sách theo cách phi tuyến tính như khi chúng ta truy cập bộ nhớ trong đầu chúng giúp lật dở cuốn sách đến một đoạn nào đó như bật thẳng phần muốn nghe trong một cái đĩa cd hiện đại trong khi một cuốn sách không có phụ lục như cuốn băng cassette bạn phải cần mẫn lần dò cả đoạn băng dài để tìm đến phần bạn muốn. Cùng với đánh số trang và mục lục, chỉ mục đã thay đổi bản chất cuốn sách và vai trò của sách đối với các học giả. Sử gia Ivan Illich đã lập luận rằng phát minh này lớn đến nỗi. Dường như không hề quá lời khi chia thời Trung Cổ thành thời kỳ trước chỉ mục và sau chỉ mục. Khi những cuốn sách trở nên dễ dàng tham khảo hơn, nhu cầu lưu nội dung của chúng trong trí nhớ ngày càng trở nên không cần thiết. Và định nghĩa về sự uyên bác đã chuyển từ sở hữu nhiều thông tin trong trí nhớ thành biết phải tìm thông tin ở đâu trong mê cung bộ nhớ ngoài. Với những bậc tiền nhân buộc phải vận dụng tối đa trí nhớ, mục đích rèn luyện trí nhớ không phải để trở thành cuốn sách sống mà là một mục lục sống một chỉ mục di động về hết thảy những thứ người ta đọc và mọi thông tin đã tiếp thu được không chỉ là chuyện sở hữu trong đầu một thư viện những sự việc những câu trích dẫn những ý tưởng đó còn là việc xây dựng một sơ đồ tổ chức để tiếp cận chúng Ví dụ, trường hợp Peter thành Ravenna, một luật gia hàng đầu người Ý thế kỷ 15. Cũng có người cho rằng ông ta là một trong những kẻ phô trương hạng nhất ở thế kỷ 15. Là tác giả của một trong những cuốn sách thành công thời kỳ này về trí nhớ. Quyển sách nhan đề Phoenix này được dịch ra nhiều thứ tiếng và tái bản trên toàn châu Âu. Nó là một cuốn nổi tiếng nhất trong số ít những sách chuyên khảo về trí nhớ từ thế kỷ 13 trở đi. Cuốn sách đã làm các kỹ thuật ghi nhớ vốn từ lâu chỉ bó hẹp trong giới học giả và tăng lữ được phổ biến ra cho các đối tượng rộng rãi hơn, là những bác sĩ, luật sư, thương nhân và những người dân thường muốn ghi nhớ những việc thường nhật người ta thấy những cuốn sách ở giai đoạn này đề cập đến nhiều chủ đề ghi nhớ như làm thế nào dùng thuật ghi nhớ khi đánh bạc làm thế nào để theo dõi công nợ làm thế nào ghi nhớ những chuyến hàng tên người quen và các quân bài về phần mình peter khoe khoang rằng ông đã ghi nhớ hai chục ngàn điều khoản luật hàng ngàn câu thơ của ovid và hàng trăm bài diễn văn và phát biểu của Cicero. 300 câu châm ngôn của các triết gia. 7.000 lời trong kinh thánh. Cũng như vô vàn tác phẩm kinh điển khác. Lúc rảnh rỗi, ông đọc lại những cuốn sách lưu trong nhiều cung trí nhớ của ông. Khi tôi rời quê nhà, làm kẻ hành hương viếng thăm các thành phố của nước Ý tôi có thể nói một cách chân thực rằng tôi mang tất cả những gì mình có. Ông viết. Để lưu giữ tất cả những hình ảnh ấy. Peter bắt đầu chuyến đi với trăm ngàn. Điểm chứa. Lâu cai. Nhưng trong quá trình đi khắp châu Âu. Ông luôn tạo ra những cung trí nhớ mới ông xây dựng trong đầu mình một thư viện những nguồn và những câu trích dẫn về mọi chủ đề quan trọng và phân loại chúng theo bảng chữ cái. Ví dụ, ông khoe rằng mục chữ A trong bộ não ông là nơi lưu giữ các nguồn tài liệu về những chủ đề. The Alimentis, The Alienation, The Absentia, The Abitris, The Appellation Nibus e de similebus que nostro ha bên incipientibus in dicta litera a nghĩa là các điều khoản tài sản ở nước ngoài về sự vắng mặt về các thẩm phán về kháng án về các vấn đề tương tự trong luật bắt đầu bằng chữ a mỗi phần tri thức được gán cho một địa chỉ cụ thể khi ông muốn trình bày một chủ đề nhất định ông chỉ cần tìm đến ngăn phù hợp trong cung trí nhớ phù hợp và lôi ra nguồn tài liệu phù hợp khi mục đích của đọc là để ghi nhớ như trường hợp của peter thành ravenna bạn tiếp cận một cuốn sách theo cách hoàn toàn khác cách tiếp cận của đa số chúng ta ngày nay hiện tại chúng ta coi trọng đọc nhanh và đọc nhiều và điều này sản sinh ra một dạng đọc hời hợt điều chúng ta tìm kiếm từ những cuốn sách cũng hời hợt theo bạn không thể đọc mỗi trang một phút là tốc độ mà có lẽ bạn đang đọc cuốn sách này mà kỳ vọng nhớ được điều bạn vừa đọc trong một quãng thời gian khá dài nếu muốn làm một việc trở nên dễ nhớ thì bạn cần phải chăm chú vào nó và lặp đi lặp lại trong tiểu luận Nhập môn lịch sử kỹ thuật đọc. Robert Danton mô tả sự chuyển biến từ. Đọc tập trung sang. Đọc nhiều. Hiện tượng này xảy ra khi lượng sách bắt đầu gia tăng. Mãi cho đến gần đây. Người ta vẫn. Đọc tập trung. Danton nói. Họ chỉ có vài cuốn sách. Kinh thánh. Một cuốn niên giám. Một vài tác phẩm về tôn giáo và họ đọc đi đọc lại chúng, thường là đọc to trước một nhóm, để cho vài ba cuốn sách truyền thống ấy hằn in vào trong nhận thức của họ. Nhưng sau khi ngành in ấn xuất hiện vào khoảng năm 1440, mọi thứ dần thay đổi. Vào thế kỷ đầu tiên sau khi Gutenberg cải tiến kỹ thuật in, số lượng sách tăng lên 14 lần. Lần đầu tiên những người không thật giàu sang vẫn có thể sở hữu một thư viện nhỏ trong nhà và có một bộ nhớ ngoài dễ tra cứu trong tay ngày nay chúng ta đọc giàn trải không tập trung liên tục và chỉ đọc mỗi cuốn sách một lần trừ những ngoại lệ hiếm hoi chúng ta đánh giá số lượng sách đã đọc hơn là chất lượng đọc chúng ta không có lựa chọn nếu chúng ta muốn theo kịp với nền văn hóa rộng lớn. Thậm chí trong những lĩnh vực có tính chuyên môn rất cao. Thì cái việc cố trèo lên đỉnh ngọn núi ngôn từ không ngừng tăng lên mỗi ngày cũng vẫn cứ là nhiệm vụ nhọc nhằn. Ít ai nghiêm túc nỗ lực ghi nhớ điều mình đã đọc. Khi tôi đọc sách, tôi hy vọng điều gì vẫn còn động lại trong đầu mình sau một năm nếu đó là một tác phẩm phi hư cấu thì có lẽ đó là luận đề nếu cuốn sách có luận đề vài ba chi tiết hay ho có lẽ vậy nếu là một tác phẩm hư cấu thì là cái cốt truyện chung điều gì đó về nhân vật chính ít nhất là tên của họ và những nhận định tổng quan về cuốn sách thậm chí những điều này cũng có thể phai nhạt nhìn lên giá sách của mình. Nhìn những cuốn sách đã tiêu tốn của tôi biết bao nhiêu thời gian khi tỉnh táo tôi luôn thấy phát nản. Trăm năm cô đơn chẳng hạn. Tôi nhớ chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và tôi thích nó. Nhưng chỉ thế thôi. Tôi không nhớ mình đọc nó bao giờ. Về đổi gió hú. Tôi nhớ chính xác hai điều. Tôi đã đọc nó ở lớp tiếng Anh thời trung học và có một nhân vật tên Hit Clip. Tôi chẳng biết mình thích cuốn sách này không. Tôi nghĩ mình không phải là độc giả kém cỏi duy nhất. Tôi ngờ rằng nhiều người, có lẽ hầu hết mọi người, cũng như tôi. Chúng ta đọc đọc và đọc. Chúng ta quên quên và quên. Vậy việc gì chúng ta phải bận tâm? Vào thế kỷ 16, Michel de Montener đã diễn tả cái nan đề của việc đọc nhiều tôi lật dở những cuốn sách tôi không nghiên cứu chúng ông viết cũng giống bất kỳ ai khác điều tôi giữ lại được là điều tôi không còn coi là ý tưởng của người khác nó chỉ là một tài liệu hữu ích cho óc phán xét của tôi và những suy nghĩ và ý tưởng thấm đẫm trong đó còn tác giả nơi trốn, từ ngữ và những tình huống khác. Tôi quên ngay lập tức. Ông tiếp tục giải thích làm thế nào để bù đắp chút ít cho sự bội bạc và yếu kém của trí nhớ. Ông tập thói quen ghi lại sau mỗi cuốn sách những nhận định quan trọng, để ít nhất có ý tưởng khái quát về cuốn sách và quan điểm của ông về nó hẳn bạn nghĩ sự xuất hiện của in ấn và khả năng chuyển những điều cần nhớ từ bộ não lên trang giấy một cách dễ dàng sẽ lập tức khiến những kỹ thuật ghi nhớ xa xưa trở nên vô dụng nhưng không phải vậy ít nhất nó không xảy ra ngay ngược lại chính lúc mọi điều được viết ra lại một cách rành mạch tưởng như thuật ghi nhớ đang trở nên lỗi thời thì kỹ thuật ấy lại trải qua cuộc phục hưng vĩ đại từ thời Simonai thuật ghi nhớ là việc tạo những không gian kiến trúc trong trí tưởng tượng. Nhưng từ thế kỷ 16, triết gia người Ý và nhà giả kim tên Giulio Camillo, còn gọi là Camillo thần thánh đối với những người ngưỡng mộ ông và là kẻ bất tài với những người phỉ báng ông đã có ý tưởng thông minh nhằm hiện thực hóa điều mà hai ngàn năm trước là một ý tưởng trên mây trên gió. Ông nảy ra dạ ý nghĩ rằng hệ thống ghi nhớ này sẽ hoạt động hiệu quả hơn nếu có ai đó truyền ẩn dụ của cung trí nhớ thành một tòa nhà gỗ thực sự. Ông tưởng tượng tạo ra một nhà hát trí nhớ, một thư viện toàn thể chứa mọi tri thức của loài người. Nghe nó có vẻ viễn tưởng nhưng nó là một dự án có thực. Được nhiều người ủng hộ thật sự. Và nó khiến Camillo trở thành một trong những người nổi tiếng nhất trên khắp châu Âu. Vua Francis đệ nhất của nước Pháp đã đầu tư 5.000 đu cây để hoàn thành nó. Và buộc Camillo hứa rằng những bí mật trong nhà hát của ông sẽ không bao giờ được tiết lộ cho bất kỳ ai ngoài Đức Vua cùng trí nhớ bằng gỗ của cameo có hình dạng giống như một nhà hát vòng tròn kiểu la mã nhưng thay vì ngồi ở hàng ghế nhìn xuống sân khấu khán giả đứng giữa trung tâm và nhìn lên công trình hình tròn bảy lớp quanh nhà hát là những bức tranh các nhân vật thần thánh và thần thoại cũng như vô số các dãy những ngăn và hộp chứa đầy những tấm thẻ trên đó in tất cả những gì con người biết đến và theo đồn đoán những gì con người có thể nhận thức được kể cả những lời trích dẫn của các tác giả nổi tiếng được phân loại theo chủ đề bạn chỉ cần nghĩ về một hình ảnh tượng trưng toàn bộ tri thức lưu giữ trong phần đó của nhà hát sẽ ngay lập tức gợi ra trong đầu cho phép bạn có thể bàn luận về bất cứ chủ đề nào không kém gì cicero một trong những nhà hùng biện nổi tiếng nhất La Mã. Camillo hứa hẹn rằng, nhờ hệ thống những điểm chứa và hình ảnh, chúng ta có thể lưu giữ và nắm vững mọi khái niệm nhân văn và vạn vật trên đời. Đó là một nhận định rất mạnh bảo, mà hậu nhân hẳn cảm thấy như một trò bịp bợm nhưng Camillo tin rằng tồn tại một hệ những biểu tượng thần kỳ có thể đại diện một cách quy củ toàn bộ vũ trụ cũng giống như hình ảnh một si meo phụ nữ chuyển đổi giới tính thành nam giới tượng trưng cho ý tưởng gửi e meo trong công trí nhớ đầu tiên tôi đã xây dựng để lưu những việc cần làm của S Camillo tin rằng có những hình ảnh có thể tóm lược khái niệm to lớn và quan trọng về vũ trụ và chỉ cần ghi nhớ những hình ảnh đó, người ta có thể hiểu những mối liên hệ ẩn giấu giữa vạn vật. Một mô hình chi tiết bằng gỗ nhà hát của Camillo được trưng bày ở Venice và Paris. Người ta đã làm hàng trăm, có lẽ đến hàng ngàn tấm thẻ đặt vào các ngăn và hộp. Các nghệ sĩ Tyson và Salviati được mời vẽ những hình ảnh biểu tượng lên nhà hát tuy nhiên công trình có vẻ chỉ đến vậy mà thôi nhà hát không bao giờ thực sự hoàn thành và phần còn lại của một kế hoạch vĩ đại chỉ là một bản tuyên ngôn ngắn ngủi được công bố sau khi chết ý tưởng về một nhà hát được tác giả đọc cho người khác ghi lại trong một tuần trên giường bệnh cuốn sách được viết ở thì tương lai và không có bất kỳ hình ảnh hay sơ đồ nào Nói một cách nương nhẹ thì đây là một cuốn sách mơ hồ dối rắm. Dù lịch sử đa phần đã lãng quên con người đã hứa hẹn một công nghệ tột bậc cho việc ghi nhớ. Trong hầu hết những lời đánh giá, chữ, thần thánh đã nhường chỗ cho, bịp bợm, danh tiếng của Camillo được khôi phục lại vào thế kỷ 20 nhờ những nỗ lực của nhà sử học Francis Yates. Người đã giúp tái dựng thiết kế của nhà hát trong cuốn sách thuật ghi nhớ của bà. Trong đó bà và giáo sư văn học người Ý, Lina Bozzoni, đã giúp giải thích nhà hát của Camillo không phải là công trình của một kẻ điên rồ, mà thực sự là đại diện tiêu biểu cho những ý tưởng về trí nhớ của cả một thời kỳ. Thời phục hưng các thư tịch cổ Hy Lạp mới được dịch đã tái khởi niềm say mê với ý tưởng xưa cũ của Plato rằng có một hiện thực lý tưởng siêu nghiệm mà thế giới của chúng ta chỉ là cái bóng mờ nhạt. Trong thế giới quan tân, Plato của Camillo về vũ trụ, những hình ảnh trong trí óc là một cách để tiếp cận hiện thực lý tưởng kia. Và thuật ghi nhớ là chiếc chìa khóa bí mật để mở ra cấu trúc bí ẩn của vũ trụ trí nhớ từ một công cụ ngôn từ đối với người cổ đại hay phương tiện để suy tưởng về tôn giáo đối với các triết gia học giả thời trung cổ đã trở thành một thuật hoàn toàn huyền bí thậm chí còn hơn cả camillo người thực hành vĩ đại của thuật trí nhớ mịt mờ bí ẩn này là giordano bruno một thầy dòng dominic trong cuốn sách về cái bóng của ý tưởng. On the đầu of Idea. Xuất bản năm 1582. Bruno hứa hẹn rằng kỹ thuật của ông. Chẳng những bổ trợ trí nhớ mà còn cho mọi sức mạnh tâm hồn. Với Bruno, rèn luyện trí nhớ là chìa khóa để khai sáng tinh thần. Bruno đã nghĩ ra một hướng đi mới cho thuật ghi nhớ cổ xưa lấy cảm hứng từ chiếc da bí ẩn xứ Catalan vào thế kỷ thứ 13 mà cái tên viết xuôi viết ngược đều như nhau. Ramon Lau Bruno đã phát minh ra một công cụ cho phép ông chuyển bất kỳ từ nào thành một hình ảnh độc nhất. Bruno tưởng tượng ra một tập hợp những vòng tròn đồng tâm. Trên đường chu vi của mỗi vòng có 150 cặp hai chữ cái tương ứng với tổng số cặp chữ có được từ 30 chữ cái. 23 chữ cái trong tiếng Latin cổ. Cộng 7 chữ cái Hy Lạp và chữ cái Hebrew không có chữ tương đương trong tiếng Latin. Với 5 nguyên âm. A A I Ai Ao Ao Ba be, Bo V V ở vòng tròn trong cùng. Có 150 cặp hai chữ cái. Mỗi cặp sẽ được gán với một nhân vật thần thoại hoặc thần bí. Ở vòng tròn thứ hai là 150 hành động và cảnh trí. Trèo thuyền. Trên thảm. Vỡ. Tương ứng với một cặp chữ cái khác. Vòng tròn thứ ba có 150 tính từ. Vòng thứ tư có 150 bổ ngữ. Và vòng thứ năm là 150. Tình huống. Như là. Đeo ngọc trai hay. Cưỡi một con quái vật biển. Bằng cách sắp xếp các vòng quay cho phù hợp. Bất cứ từ nào có đến năm âm tiết có thể được diễn đạt thành một hình ảnh sống động riêng biệt. Ví dụ. Từ Crossertus. Chữ Latin có nghĩa tiếng kêu của quả sẽ trở thành hình ảnh một vị thần la mã pilamnus đang trên lưng lừa đang di chuyển rất nhanh cánh tay quấn băng và có một con vẹt trên đầu do đó bất kỳ một chuỗi từ nào cũng có thể chuyển thành một chuỗi hình ảnh bruno tin rằng cái sáng chế vòng vèo kỳ diệu và rối rắm của ông là một bước tiến lớn của thuật ghi nhớ mà ông nhận định về tầm quan trọng có thể sánh với bước nhảy vọt công nghệ từ đục chữ cái lên thân cây sang in ấn hệ thống nhuốm màu ma thuật và thần bí của bruno đã khiến giới nhà thờ quan ngại sâu sắc những ý tưởng không chính thống của ông bao gồm cả những quan điểm dị giáo như tin vào thuyết nhật tâm của copernic và cả quyết rằng đức mẹ mary thực sự không phải đồng trinh rốt cuộc đã đẩy ông ra trước tòa dị giáo khắc nghiệt. Năm 1600, ông bị lên giàn thiêu tại Campo dei Fiori. Rome và cho của ông được sắc trên sông Tiber. Ngày nay, có một bức tượng Bruno đặt giữa quảng trường nơi ông bị hành hình. Một nguồn cảm hứng cho những nhà tư tưởng tự do và vận động viên trí óc trên toàn thế giới khi thời kỳ khai sáng rốt cuộc đã hoàn tất điều ám ảnh của thời Phục Hưng về những nhà hát trí nhớ bí ẩn và vòng tròn của Lau. Thuật ghi nhớ chuyển sang một thời kỳ mới không kém phần bồng bột. Thời đại của hệ thống. Thông minh nhanh chóng vẫn còn dai dẳng tận ngày nay. Trên 100 cuốn sách về trí nhớ được xuất bản vào thế kỷ 19. Với những nhan đề như Thuật ghi nhớ của người Mỹ và làm thế nào để ghi nhớ? Chúng có những điểm giống nhau dành dành với những cuốn sách cải thiện trí nhớ có thể tìm thấy ở những kệ sách chủ đề phát triển bản thân ở bất cứ hiệu sách nào ngày nay. Cuốn sách phổ thông nhất ở thế kỷ 19 nói về trí nhớ là tác phẩm của giáo sư Alphonse Loaz. 1. Bác sĩ trí nhớ người Mỹ. Một con người dẫu nhớ được rất nhiều mà chẳng biết thế nào lại quên tên khai sinh của mình là Marcus Dwight Leroux và ông không hề có bằng cấp. Như một bài báo nhận định, việc tôi có thể tìm được trên mạng 136 bản sách cũ của Loa Z. Cuốn sách trí nhớ sinh lý học, lập tức nắm vững kỹ thuật không bao giờ quên. Physiological Memory, The Instantaneous Art of Never Forgetting bán với giá vòn vẹn 1,25 đô la là bằng chứng về sự phổ biến rộng rãi một thời của nó. Cuốn sách của Loa Z về cơ bản là tập hợp những hệ thống để ghi nhớ những chuyện tạp nham. Như thứ tự các đời Tổng thống Mỹ, các hạt thuộc Ireland, và bảng chữ cái điện tín theo hệ thống Morse, hay các chế độ lãnh thổ ở Anh hay tên gọi và cách sử dụng 9 cặp dây thần kinh trong trên hộp sọ. Loa Z khẳng định hệ thống của ông hoàn toàn không liên quan đến hệ thống trí nhớ cổ điển mà ông vốn khinh miệt. Chính ông đã hoàn toàn tự mình phát hiện ra những quy luật của trí nhớ tự nhiên. Ông ra giá 25 đô la, hơn 500 đô la theo thời giá ngày nay để truyền đạt tri thức của ông cho các học sinh tại những hội thảo tổ chức trên toàn quốc, gồm cả những lớp học tại mọi trường đại học danh tiếng ở bờ đông nước Mỹ. Người được tuyển chọn vào hệ thống loa Z phải ký một hợp đồng ràng buộc giữ bí mật. Và nếu họ để lộ những phương pháp của vị giáo sư này thì sẽ bị phạt 500 đô la, hơn 10.000 đô theo giá trị ngày nay dường như mấy bí quyết. Ba xu để cải thiện trí nhớ này cũng moi được kha khá tiền từ đám khán giả người Mỹ cả tin. Theo số liệu của riêng vị tiến sĩ này, chỉ trong 4 tuần vào mùa đông năm 1887, ông ta kiếm được số tiền tương ứng với nửa triệu đô la ngày nay. Năm 1887, Samuel L. Clement nổi tiếng hơn với cái tên mark twain gặp loa z lần đầu tiên và đã đăng ký khóa học trí nhớ kéo dài nhiều tuần twain từng nói rằng trí nhớ của ông không bao giờ nạp cái gì ngoài những cuộn phim trắng và từ lâu ông quan tâm tới việc cải thiện trí nhớ sau khóa học ông trở thành một tín đồ của hệ thống loa z Thực ra ông say mê đến độ đã mạnh miệng tuyên bố rằng những thủ thuật vô giá mà vị tiến sĩ đã truyền thụ có thể đáng giá tới 10.000 đô la một giờ. Sau này, ông nuối tiếc vì lời nói của mình. Nhưng đấy là mãi sau khi lời nói đó được đưa vào gần như mọi tài liệu mà loa Z in ra. Năm 1888 G. S. Fellow xuất phát từ cảm nhận nhạy bén về công lý và tình yêu thiên bẩm với tự do. Tính cách của mọi người Mỹ chân chính đã xuất bản một cuốn sách nhan để vạch trần. Loa Z nhằm làm rõ rằng. Giáo sư Loa Z. Vâng. Cả danh hiệu này cũng để trong dấu ngoặc kép diễu nhại như thế. Là một kẻ. Bịp bợm và dối trá cuốn sách dày 224 trang tiết lộ rằng những phương pháp của ông ta hoặc là ăn cắp từ những tài liệu cũ rồi in thành sách mới. Hoặc là bị thổi phòng quá mức. Chắc chắn những trò gian lận và bịp bợm của Loa Z hẳn đã rõ rành rành với một người am hiểu đời như Mark Twain. Nhưng Twain là một người chuyên phung phí tiền của để theo đuổi những thứ nhất thời. Luôn quan tâm đến điều vĩ đại trong tương lai tiền đầu tư cá nhân của ông 300.000 đô la. Khoảng 7 triệu đô la ngày nay. Vào máy sắp chữ PEC. Một đối thủ ban đầu của Lino Tai. Chính là thất bại thảm hại nhất trong nhiều dự án tham vọng mà ông đổ tiền vào. Bản thân tuyên liên tục thí nghiệm những kỹ thuật ghi nhớ mới để giúp ông trong công việc diễn thuyết. Vào thời điểm khởi đầu sự nghiệp ông viết lên 10 móng tay những chữ cái đầu tiên của chủ đề ông dự định nêu ra trong bài phát biểu. Nhưng điều đó không bao giờ thực sự hiệu quả. Vì khán giả bắt đầu nghi ngờ ông yêu mến bàn tay mình thái quá. Trong mùa hè năm 1883, khi đang viết tác phẩm Huckleberry Finn, Tuyền đã phát triển một trò chơi dạy các con ông ghi nhớ các triều đại của Hoàng gia Anh. Ông đặt những cái cọc đánh dấu đặt trên một con đường gần nhà ông ứng với độ dài quãng thời gian trị vì của các triều đại. Về cơ bản, Tuyên đã biến sân sau nhà ông thành một cung trí nhớ. Năm 1885, ông sáng chế ra phương pháp ghi nhớ của Mark Twain. Trò chơi để ghi nhớ và lưu giữ mọi ngày tháng và sự kiện sổ ghi chép của tuyên đầy những trang dành cho trò chơi trí nhớ không gian về tác dụng của nó các con của tuyên bảo rằng trò này có hiệu quả họ có thể nhớ triều đại của các ông vua bà hoàng theo chiều xuôi lẫn ngược tuyên đã tưởng tượng những câu lạc bộ trên toàn quốc tổ chức trò chơi trí nhớ của ông biến nó thành mục thường kỳ trên báo chí viết sách về nó, thậm chí cả một cuộc thi quốc tế có giải thưởng. Ông dần tin rằng phát minh tài tình của mình có thể áp dụng vào việc dạy học sinh Mỹ toàn bộ những sự kiện khoa học và lịch sử quan trọng. Những nhà thơ, các chính khác, nghệ sĩ, người hùng, trận chiến, bệnh dịch, tai họa, các cuộc cách mạng, phát minh logarit, kính hiển vi động cơ hơi nước, điện tín, bất cứ thứ gì và mọi thứ trên đời. Chúng ta đóng tất cả chúng vào những cột mốc tiếng Anh. Ông viết trong một tiểu luận năm 1899. Làm thế nào ghi nhớ những ngày lịch sử? Thật không may. Trò chơi này trở thành vụ đầu tư thất bại về tài chính. Và tuyên cuối cùng buộc phải từ bỏ. Ông viết cho người bạn nhà văn William Dean Howell. Nếu anh chưa bao giờ thử phát minh một trò chơi trong nhà về lịch sử, thì đừng có thử. Giống như rất nhiều người đi trước, Tuyên đã bị cuốn hút bởi lời hứa hẹn chế ngự được tính hay quên. Ông đã uống phải thứ dược chất điên rồ đã đầu độc Camillo và Bruno và Peter thành Ravenna và câu chuyện của ông có lẽ nên xem như lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai đặt chân vào con đường rèn luyện trí nhớ. Có lẽ, khi hồi tưởng lại quá khứ, những điểm tương đồng giữa tiến sĩ Loa Z và những bậc thầy trí nhớ ngày nay hẳn sẽ khiến tôi cuốn gói bỏ chạy. Ấy nhưng không phải vậy. Tuyên sống trong một thời đại mà công nghệ lưu giữ và khai thác trí nhớ ngoài như báo chí sách vở, nhiếp ảnh và ghi âm vẫn còn sơ khai so với cái chúng ta có ngày nay. Ông không thể đoán biết trước sự phát triển thông tin kỹ thuật số vào đầu thế kỷ 20 đã đẩy nhanh tốc độ phát triển khiến con người có thể ngoại hóa bộ nhớ. Với các blog, mạng xã hội, máy ảnh kỹ thuật số và những hộp thư điện tử không giới hạn dung lượng tham gia vào văn hóa mạng giờ đây nghĩa là tạo ra một dấu vết luôn hiện diện luôn sẵn có để tìm kiếm và bộ nhớ ngoài không bao giờ quên vẫn tăng dần lên khi chúng ta già đi khi ngày càng nhiều hoạt động đời sống được đưa lên mạng ngày càng nhiều điều được nắm bắt và lưu giữ theo những cách làm thay đổi triệt để mối quan hệ giữa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài thì dường như chúng ta đang tiến tới một tương lai mà ở đó chúng ta sẽ có một bộ nhớ ngoài bao trùm tất cả. Ghi lại toàn bộ hoạt động hàng ngày. Và không bao giờ quên. Có một người đã làm cho tôi tin điều này. Đó là một nhà khoa học máy tính 73 tuổi ở Microsoft tên Gordon Bell. Bell tự coi mình là người tiên phong cho trào lưu mới đã đưa sự ngoại hóa bộ nhớ đến chỗ triệt đề cuộc đào thoát tối hậu khỏi sự ghi nhớ sinh học mỗi ngày trôi qua tôi càng quên nhiều hơn và nhớ được ít hơn bell viết trong cuốn sách nhớ lại toàn bộ cách mạng bộ nhớ điện tử đã thay đổi mọi thứ ra sao nếu bạn thoát được định mệnh này thì sao nếu bạn không những không bao giờ quên điều gì ngược lại còn kiểm soát hoàn toàn điều bạn đã nhớ thì sao? Và bao giờ thì xảy ra điều đó? Trong thập niên vừa qua, Bell đã duy trì một bộ nhớ thay thế kỹ thuật số để phụ trợ cho bộ não ông. Nó ghi lại bất cứ thứ gì ông có thể quên đi. Một máy quay kỹ thuật số mini gọi là SensiCam đeo quanh cổ ông và quay mọi cảnh vật diễn ra trước mắt ông một máy ghi âm kỹ thuật số ghi lại mọi âm thanh ông nghe được mọi cuộc điện thoại trên máy cố định của ông được đặt máy ghi âm và mọi mảnh giấy beo đọc ngay lập tức được quét chuyển vào máy tính beo đầu hói hoàn toàn thường hay cười đeo cặp kính mắt vuông và mặc áo đen kín cổ gọi quá trình lưu trữ đầy ám ảnh này là ghi chép cuộc đời việc ghi nhớ này thoạt trông có vẻ kỳ quặc nhưng nhờ sự tụt dốc về giá của thiết bị lưu trữ kỹ thuật số sự gia tăng nhan nhản các máy cảm biến kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo ngày càng cải tiến để sắp xếp đống dữ liệu chúng ta liên tục thu nhận mà việc ghi và giữ lại thêm nhiều về thế giới xung quanh ngày càng dễ dàng hơn có thể chúng ta không phải đi đâu cũng có máy quay treo nơi cổ nhưng hình dung của bell về một tương lai trong đó máy tính ghi nhớ mọi thứ xảy ra với chúng ta không còn là chuyện nghe có vẻ ngớ ngẩn nữa Bell nổi tiếng và giàu có vì là người tiên phong trong lĩnh vực máy vi tính tại công ty thiết bị kỹ thuật số vào những năm thập niên 60 và 70 thế kỷ trước. Người ta gọi ông là Frank Lloyd Wright, 20, về máy tính. Ông có tố chất của một kỹ sư. Nghĩa là ông nhìn ra vấn đề và cố gắng xây dựng giải pháp. Với cầm, ông đang cố giải quyết một vấn đề cơ bản của loài người rằng chúng ta quên cuộc sống của mình cũng nhanh như chúng ta đang sống. Vậy tại sao để cho trí nhớ nhạt nhòa trong khi có một giải pháp công nghệ để lưu giữ chúng? Năm 1998 Với sự giúp đỡ của trợ lý Vicky Rosicky Bell bắt đầu lấp đầy ghi Chép Cuộc Đời của mình bằng cách sao chụp một cách hệ thống mọi tài liệu đựng trong hàng tá thùng hộp mà ông tích lũy từ những năm 1950. Mọi tấm ảnh cũ của ông, những cuốn sổ ghi chép và các tài liệu đều được số hóa. Thậm chí những logo trên áo phông cũng không thoát khỏi máy quét. Bèo, con người luôn gìn giữ cẩn thận các thứ đồ đạc nghĩ rằng ông có thể quét và lưu giữ 3 phần tư những gì ông từng sở hữu. Ngày nay ghi chép cuộc đời ông lên tới 170 GB và đang tăng dần với tốc độ mỗi tháng 1 GB. Nó gồm trên 133.000 email, 65.000 tấm ảnh, 100.000 tài liệu và 2.000 cuộc điện thoại. Nó vừa vặn để chứa trong một ổ cứng giá 100 đô la. Với bộ nhớ thay thế Beo có thể làm được những trò rất thú vị. Nhờ công cụ tìm kiếm tùy chỉnh, ông có thể trong tích tắc tìm ra ông đã ở đâu với ai vào bất kỳ thời điểm nào. Và vì vậy, về lý thuyết, có thể kiểm tra xem người đó đã nói gì và vì ông có dữ liệu hình ảnh mọi nơi ông từng đến và mọi thứ ông nhìn thấy nên chẳng có lý do nào biện bạch khi ông bị mất đi thứ gì bộ nhớ kỹ thuật số của ông không bao giờ quên những tấm hình đoạn video và bản thu âm kỹ thuật số cũng giống như những cuốn sách là những bộ phận thay thế cho trí nhớ của chúng ta những chương trong một hành trình dài khởi đầu khi Thánh Thi ớt người Ai Cập tìm đến vua Thomas và tặng ngài món quà chữ viết. Một phương pháp để đạt được. trí nhớ và sự uyên bác ghi. Chép. Cuộc. Đời là bước tiếp theo trong chặng phát triển logic ấy. Có lẽ là bước logic cuối cùng. Một dạng phản chứng về sự chuyển đổi văn hóa dần dần hé lộ suốt cả thiên niên kỳ tôi muốn gặp beo để xem tận mắt bộ nhớ ngoài của ông dự án của ông dường như là lời phản bác tối hậu đối với mọi nỗ lực tôi đang đầu tư vào việc rèn luyện bộ nhớ trong nếu chúng ta được kết nối với những máy tính không bao giờ quên thì còn cần gì đến bộ não biết ghi nhớ khi tôi tới microsoft research một tòa nhà sạch bóng hướng ra vịnh san francisco Bell muốn cho tôi xem cách ông sử dụng bộ nhớ ngoài giúp tìm những thứ bị thất lạc ở bộ nhớ trong của ông bởi trí nhớ có tính liên kết nên tìm một sự việc bị đặt không đúng chỗ thường giống như thực hiện phép đo đạc tam giác một ngày nọ tôi đang cố tìm một ngôi nhà mà tôi đã xem trên mạng beo ngồi dựa lưng vào ghế và kể Tôi chỉ nhớ được rằng lúc ấy tôi đang nói chuyện qua điện thoại với đại lý bất động sản. Ông kiểm tra dòng thời gian cuộc đời ông trên máy tính. Tìm thấy cuộc trao đổi qua điện thoại đó. Và ngay lập tức lôi ra trang web ông cần tìm trong lúc đang nói chuyện điện thoại. Tôi gọi chúng là những cái móc thông tin. Bèo kể, anh chỉ cần nhớ một cái móc càng nhiều móc được lưu giữ trong bộ nhớ điện tử thì càng dễ thấy cái bạn muốn tìm bell có sẵn một bộ nhớ ngoài hết sức dồi dào và điều đó làm cho vài khoảng trống ít ỏi còn sót lại trong ghi chép cuộc đời của ông càng trở nên đáng ghét dựa hẳn trên bộ nhớ điện tử cũng có nghĩa là bất cứ điều gì không được ghi vào đó coi như không tồn tại và điều này cũng áp dụng đối với phần ký ức khổng lồ trong quá khứ. Cũng có những khiếm khuyết. Ví dụ, không thể tìm kiếm trong kho các tập tin ghi âm kỹ thuật số của Bell. Dù ông hy vọng rằng công nghệ chuyển lời nói thành văn bản sẽ sớm thay đổi điều này. Và ông vẫn chưa biết cách nào ghi lại các cuộc điện thoại di động. Xong cho đến nay, vấn đề lớn nhất beo gặp phải là làm thế nào tránh được cái định mệnh như đã xảy ra với phun và s và tránh bị chìm vào một biển những điều vô nghĩa đa số việc ghi nhớ diễn ra ngay lúc mã hóa vì chúng ta chỉ ghi nhớ điều mình chú ý tới nhưng ghi chép cuộc đời của beo chú ý đến tất cả không bao giờ sàng lọc không bao giờ vứt đi thứ gì là khẩu hiệu của ông. Có bao giờ ông cảm thấy gánh nặng bởi khối lượng trí nhớ khổng lồ mà mình đang thu thập không? Tôi hỏi ông. Ông cười dịu ý nghĩ đó. Không đời nào. Tôi cảm thấy tự do là đằng khác. Sensi cầm không phải là một cỗ máy đẹp. Nó là một hộp màu đen. Kích thước bằng bao thuốc lá. Treo quanh cổ beo. Cứ lộ lộ ra. Nhưng hãy nghĩ mà xem. Những máy tính đầu tiên to lớn đến mức chiếm hết cả căn phòng. Và điện thoại đời đầu cũng to bằng cục than xì. Nên chẳng cần phải tưởng tượng nhiều về phiên bản trong tương lai của Sensei cầm. Có khi nó được gắn vào cặp mắt kính hay vào áo mà người khác không thể nhận ra hoặc thậm chí cấy dưới da hoặc cấy vào võng mạc đến bây giờ bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của beo không ăn khớp liền mạch lạc để truy cập được bộ nhớ ngoài ông vẫn phải tìm trên máy tính và nạp lại vào bộ não qua mắt và tai ghi chép cuộc đời có thể là phần mở rộng cuộc đời ông nhưng nó chưa phải một sự gắn bó hữu cơ nhưng liệu có gượng ép quá chăng khi tưởng tượng rằng một lúc nào đó trong tương lai không xa sẽ không còn khoảng cách giữa điều lưu trữ trong máy tính của beo và điều mà trí óc ông biết và cuối cùng bộ não chúng ta có thể kết nối trực tiếp và liên tục đến ghi chép cuộc đời của chúng ta để bộ nhớ ngoài sẽ hoạt động mà cảm giác như thể chúng như bộ nhớ trong và dĩ nhiên chúng cũng được kết nối với cái kho chứa bộ nhớ ngoài vĩ đại nhất internet bộ nhớ thay thế có thể ghi nhớ mọi thứ và có thể truy cập vào một cách tự nhiên như trí nhớ lưu giữ trong các tế bào thần kinh nó sẽ là vũ khí quyết định trong cuộc chiến chống lại sự lãng quên Điều này nghe có vẻ giống khoa học viễn tưởng. Song việc cấy ốc tai đã cho phép truyền các sóng âm thanh trực tiếp thành xung điện và truyền chúng vào cuống não để những người điếc nghe được. Trên thực tế, chúng đã được lắp vào đầu của hơn 200.000 người khiếm thính. Và việc cấy những bộ phận nhận thức đơn giản tạo ra một giao diện tương tác trực tiếp giữa bộ não và máy tính đã cho phép người bại liệt và những bệnh nhân ALS bệnh lưu 21. Có thể dùng ý nghĩ điều khiển chuột máy tính. Cánh tay giả. Thậm chí tạo ra một giọng nói điện tử. Những hệ thần kinh giả này. Dù vẫn đang còn thử nghiệm và được cấy vào một số ít bệnh nhân. Về cơ bản đã. Nhận lệnh trực tiếp từ bộ não. Cho phép người và máy móc giao tiếp trực tiếp. Bước tiếp theo là giao diện máy tính bộ não giúp trí não trao đổi dữ liệu trực tiếp với kho trí nhớ kỹ thuật số một dự án mà nhiều nhà nghiên cứu tiên phong đang tiến hành và sẽ trở thành một mảng nghiên cứu lớn trong vài thập kỷ tới từ đây việc kết nối bộ não với toàn bộ internet và mọi cuốn sách đã xuất bản Thậm chí là bộ nhớ kỹ thuật số của mọi người trên trái đất chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Không chỉ những người phản đối kỹ thuật mới hay dân thủ cựu mới băn khoan liệu kết nối bộ não vào máy tính và khớp nối bộ nhớ trong với bộ nhớ ngoài có phải là ý kiến tuyệt vời hay không? Ngày nay, các nhà sinh học đạo đức vẫn đang lao tâm khổ tứ với những chủ đề khó nhằn như là công nghệ gen và các thuốc kích thích trí não song những những tiến bộ này hãy còn đơn giản lắm nếu so với sự kết hợp trọn vẹn giữa trí nhớ trong với bộ nhớ ngoài rốt cuộc một người thông minh hơn cao lớn hơn khỏe mạnh hơn và kháng bệnh tật sống đến 150 tuổi thì cũng chỉ là một con người mà thôi. Nhưng nếu chúng ta có thể cho ai đó một trí nhớ hoàn hảo. Và một trí óc kết nối trực tiếp vào toàn bộ tri thức của loài người qua Internet. Ồ, oh, vậy thì lúc ấy hẳn chúng ta sẽ cần tính đến việc mở rộng lượng từ vựng. Nhưng có lẽ thay vì nghĩ đến những bộ nhớ này là ngoại hóa hay tách rời cơ thể khác hẳn với trí nhớ trong bộ não chúng ta nên xem chúng như là một phần mở rộng của bộ nhớ trong dù sao đến bộ nhớ trong cũng chỉ truy cập được ở mức độ nhất định có những sự kiện và sự việc tôi biết là tôi biết nhưng tôi không biết làm sao tìm ra thậm chí nếu tôi không thể nhớ lại mình đã tổ chức sinh nhật năm lên bảy ở đâu hay tên vợ của người họ hàng thì những sự việc này vẫn ẩn giấu đâu đó trong bộ não chờ đợi một đầu mối gợi ý phù hợp để nhảy vào trong nhận thức cũng y như mọi nội dung trên wikipedia đang ẩn núp và chờ một cú nhấp chuột để hiện ra người phương tây có xu hướng coi cái tôi cái cốt lõi khó nắm bắt xác định chúng ta là ai như là một thực thể vô hạn định dẫu khoa học thần kinh nhận thức hiện đại đã bác bỏ ý tưởng của đề các về một linh hồn nhỏ bé tồn tại trong tiến tùng và kiểm soát cơ thể người hầu hết chúng ta vẫn tin rằng có một cái tôi bản năng tồn tại đâu đó và đang kiểm soát chúng ta thực tế điều chúng ta nghĩ về chính tôi quá mơ hồ và tản mạn đến độ khó mà thoải mái suy ngẫm ít nhất hầu hết mọi người cho rằng cái tôi của họ không thể vượt qua ranh giới biểu bì để đi vào những cuốn sách máy tính hay ghi chép cuộc đời nhưng sao lại coi đó là trở ngại trí nhớ của chúng ta bản chất làm nên chất riêng của chúng ta thật sự không chỉ đơn thuần ràng buộc với những tế bào thần kinh trong bộ não trí nhớ của chúng ta luôn vượt ra ngoài bộ não và đi vào những kho chứa khác dự án ghi chép cuộc đời của bell chỉ đơn giản dần hiện thực hóa điều này mà thôi